Chào các bạn đang theo dõi ván đấu giữa hai danh thủ Nguyễn Vũ Quân và Trần Đăng Quang. Trong ván đấu này, danh thủ Nguyễn Vũ Quân là người cầm quân đỏ là quyền đi trước, và danh thủ Trần Đăng Quang là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra trong vòng 1 tại giải cờ tướng Cúp Phương Trang năm 2009, được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2009. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời các bạn cùng theo dõi.